Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 8 qua, tức là ngày 16 âm lịch, thì tại cốc của thầy Minh Tuệ cái lượng người nó ít lại rồi, nhưng mà vẫn còn những cái người họ tới họ đánh lễ như thế này nè. Mới sáng là đã có người tới đánh lễ nơi cốc thầy rồi, hôm qua họ đi không được thì ngày này họ đi, tức là lúc nào cũng phải cũng có người. Tuy là ngày này ít hơn như hôm qua nhưng mà lúc nào cũng có người. Thì chúng ta thấy rằng là cái thành kính của mọi người đối với thầy rất là lớn. Hàng ngàn người hết ngày này đến ngày khác đều tới để cốc để đánh lễ. Thì họ cầu mong nơi một chút gì đó nơi cốc của thầy để giúp họ có thể an lạc và bình an. Họ mong rằng một chút năng lượng của thầy giúp cho họ được bình an. Sáng hôm nay là ngày 19 tháng 8 mà chúng ta thấy tại cốc vẫn còn những cái người họ tới đây nè. Đó, rất là đông. Còn một chị Phật tử nào đó đem một cái hình của thầy, không biết đem xuống đây làm gì. Có thể là đem xuống bỏ tại cốc à? Bây giờ không, rất là đông mà. Thì lúc nào cũng có người hết. Thì chúng ta thấy rằng là tưởng qua ngày rằm thì khách bớt lại nhưng mà vẫn đầy đủ. Còn một chị đem tới hai cái hình của thầy xuống luôn. Đó. Mà còn một bà cụ mặc áo nâu đó. Thì bà cụ đó thì từ ở xa tới đây mấy ngày rồi. Ngày nào bà xuống á. Thì bà cụ là bị bệnh run tay run chân. Thì bà kêu là bà vẫn đi trị ở thuốc Tây. Nhưng mà thầy bà tới đây để thầy bà tìm một niềm tin để bà quyết tâm và trị bệnh. Đó là cái hình ảnh gốc của thầy như vậy đây. Giống như một cái hang động không? Một cái chùa không có tên. Một cái chùa không có cửa. Một cái chùa không có tượng Phật. Một cái chùa không có nhang đèn. Và đặc biệt một cái chùa không nhận cúng dường, không cúng tiền bạc. Và một cái chùa được người ta xin nước lọc nhiều nhất và được mọi người cúng nước lọc nhiều nhất. Và đặc biệt cái chùa nó lạ đời như vậy đó, nhưng mà người ta vẫn tới rất là đông. Bên cạnh cái chùa có cái ao cá là gọi là phong cảnh hữu tình. Trên thì cây cối, ở dưới thì ao, và một con đường đi vô cốc thì rất là yên bình. Và mọi người thích đi tới đây để mà đảnh lễ và tìm một sự bình yên cho tâm hồn của mình. Đấy là mục đích của những người tới cốc là như vậy. Và họ tới họ xin nước, tức là xin cái lọc của thầy để về uống. Không có một cái gì hết. Chùa ngoài rồi, không phải là 30 nữa mà chùa không biết là 100 không luôn. Nhưng mà một cái chùa rất là nhiều người muốn đến, rất là ai mộ. Một cái chùa mà những YouTuber rất là muốn đến đây để quay và dọn dẹp cái cốc. Ví dụ như trước mắt chúng ta là thấy một cô bé Ngọc Nhi nè, đang dọn những rác ở trên những cái lá cây ở trên cái mái tôn của chùa của thầy. Đó, quét dọn rác hồi nãy giờ, bây giờ dọn rác ở trên mái tôn, còn cái cây kheo lại thì nhìn cho nó sạch sẽ. Rồi có em Nona này. Đó, các Phật tử ở chùa nè. Trời, chùa lúc nào cũng có người. Tuy rằng là người ta dùng cái từ là cái cốc, nhưng mà mình lại thích gọi là bằng cái chùa. Và cái chùa đặc biệt là chùa không tên, mà mọi người hay gọi là cốc của thầy, hay nói cách khác là cái chùa không tên nghèo nhất Việt Nam và được mọi người mến mộ nhất Việt Nam. Mà thôi, cứ hàng ngày chúng ta cứ cập nhật cái cốc của thầy. Trong cái cốc này thì chỉ có một cái hình của thầy chứ không có tượng. Hôm trước là có một Phật tử, anh đây là em Nguyên Đồng Tháp, một Phật tử phát tâm là đem một cái tượng gỗ xuống tại cái cốc, nhưng mà hình như người nhà không đồng ý, không muốn phá vỡ cái gọi là cái cảnh quan. Không muốn có một cái tường nào cả, chỉ là một cái hình là được rồi, hình treo trên vách là được rồi, nhìn có vẻ đơn sơ hơn, mộc mạc hơn. Đấy,
Mục đích của cái chùa này là như vậy, càng đơn sơ càng tốt, để cho Phật tử họ tới, họ cảm thấy được một cái năng lượng tích cực nơi cái chùa này, để toát ra được, để cho họ cảm thấy rằng là mình đã tìm được đến những cái nơi mình đang đến. Đó, như vậy là như vậy. Rồi chúng ta sẽ cập nhật tình hình thức thực của thầy ngày 20 tháng 8, rồi xem thử có gì thay đổi hay không. Thì chắc chắn rằng là nếu có sự thay đổi thì các YouTuber, nhất là các YouTuber họ săn tin rất là giỏi, thì đã báo cho mình biết rồi. Nhưng mà tối hôm qua giờ thì mình coi, mình chưa thấy một cái tin nào của YouTuber nói về cái chuyện gọi là thầy rời khỏi Nha Trang mà thầy vẫn còn ẩn tu. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta xem cái phần sáng ngày 20 tháng 9 20 tháng 8 năm 2024 có gì thay đổi hay không, cập nhật tình hình có gì thay đổi hay không. Rồi cảm ơn các bạn xem clip của ngày 19 tháng 8, mà ngày này là ngày các bạn đã làm thành công đấy, để chúng ta lại tiếp tục nối tiếp với clip ngày 20 tháng 8. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt. Sáng hôm nay ngày 20 tháng 8 năm 2023, chúng ta thấy tại cái đường đi vào chỗ thầy ẩn tu vẫn còn những cái xe trật tự và xe cơ động, và còn một cái chốt vẫn còn đó, chứng tỏ thầy vẫn còn ở trong núi ẩn tu. Thì chúng ta biết rằng là thầy mấy hôm nay thầy đi khất thực. Theo một nguồn tin của những người dân ở trong cái xã Bình Phương á, thì họ bảo ra là sáng nay thầy đi khất thực ba nhà thì đã đầy, sau đó thầy lên thầy thọ thực và thầy ngồi thiền. Thế như vậy thôi, thầy chỉ đi xuống khoảng chừng từ khoảng chừng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì đi xuống khoảng chừng 2 cái số rồi thầy đi lên lại. Nhưng mà thầy sẽ đi tới ngang những cái nhà và tới những ngã ba. Thầy rất là đặc biệt của thầy là không phải thầy đi nhanh mà thầy đi chậm thôi. Thì đi từ từ, chỗ nào mà đông người thì thầy dừng lại, giống như thầy giao lưu, thầy nhìn tất cả mọi người như vậy đó, không ai đi theo thầy hết, tất cả đều đứng yên tại chỗ, từng nhà một, và chờ đảnh lễ thầy. Và người dân họ luôn luôn họ nấu sẵn để chờ thầy, đó là họ nghĩ rằng là thầy sẽ ghé thì họ có thức ăn để thầy cúng dường cho thầy, để mong thầy gieo duyên lại cho họ, đó là như vậy. Đơn giản là mọi người đều rất là mong muốn được đảnh lễ cho thầy, một cơ hội ngàn năm có một. Họ lâu lâu thầy về đây thầy ẩn tu thì họ mới có cơ hội này. Chứ ngoài ra nếu mà thầy không ẩn tu ở đây, thầy còn ở Gia Lai, thì bà con ở xã Bình Phương sẽ không được gặp thầy, không được đảnh lễ cho thầy, và cũng đảnh lễ với thầy, và cũng không được cúng dường cho thầy. Do vậy mọi người rất là hoan hỷ, rất là chờ đợi. Bao nhiêu là Phật tử, bao nhiêu là người mong ước được gặp thầy. Đây họ gặp cả tháng trời này, tức là ngày nào họ cũng có thể gặp được thầy hết. Cả tháng trời này thầy ở trong cái khu vực này. Do vậy người dân ở trong này là những cái người hạnh phúc nhất, tại vì ngày nào cũng có thể gặp được thầy. Nếu mà không, họ chưa cũng dường cho thầy được ngày này thì ngày mai, ngày mốt. Và tất cả đều buổi sáng sớm là ra đứng trước cửa để ngóng thầy, nhìn thầy đi ngang, đi qua, đi về. Nhưng đặc biệt cả là họ không có quay, không một người nào quay. Và chính quyền ở đây họ cũng đề nghị người dân là không quay, là không phát tán hình ảnh của thầy lên, chỉ truyền miệng với nhau mà thôi. Mà truyền miệng thì cái xác suất đúng như thế nào thì còn phải xét lại. Đôi khi người ta còn nổ lên nữa, người ta đưa những cái tin giật gân lên nữa, nên chúng ta không tin chắc lắm. Từ trường hợp chúng ta thấy trực tiếp thầy thì lúc đó chúng ta mới tin tưởng hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ chính quyền họ đề nghị người dân là không nên phát tán hình ảnh của thầy, thế là mọi người để chấp hành. Và dân xã Bình Phương này chấp hành rất là tốt, không có từ cái ngày một tháng nay không có một cái tin tức gì về thầy, về hình ảnh của thầy, ngoại trừ cái ngày 31 tháng 7 là chương trình đối diện của VTV phát hình ảnh của thầy mà thôi. Cho đến ngày hôm nay, từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày 20 là 20 ngày rồi, vẫn chúng ta vẫn chưa thấy hình bóng của thầy. Hy vọng là một ngày nào đó thầy sẽ xuất hiện để đi bộ hành.
Và có một nguồn tin là trong tháng 9 này thầy sẽ đi bộ hành lại 2 ngày. Mà nếu đi trong 2 ngày mà trật tự an ninh mà không có gây cản trở thì thầy sẽ tiếp tục bộ hành đi về miền Tây. Đó là một nguồn tin mà có thể chưa kiểm chứng, nhưng chúng ta không biết rằng là tin đó chính xác hay không. Đấy, chúng ta cứ mong là chờ đợi mà thôi. Không thể nào có tình trạng như thế này mà kéo dài được hết. Tại vì thả an cư kích hà cũng có thể là hết rồi. Thầy đã an cư đã tháng trời rồi thì không lý nào mà thầy ở miết ở trong này. Vì hành của thầy là phải đi khắc thực và đi bộ hành, đi gieo duyên. Đó là phải đi, vừa đi khắc thực vừa đi bộ hành. Đó là hành của thầy. Mà trong nguyện vọng của thầy là đi từ Nam ra Bắc và từ Bắc vô Nam, đi tất cả các tỉnh thành trong nước Việt Nam. Mà hiện tại còn 4 tỉnh thành ở miền Tây thầy chưa đi đến, thì hy vọng rằng thầy sẽ đi đến 4 tỉnh thành đó. Tức là thầy là thỏa được cái mong ước của thầy rồi, thì khả năng là thầy sẽ đi. Nhưng mà đi ngày nào thì chúng ta chưa biết được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được gặp thầy để đánh lễ và để cúng dường thầy. Và mọi người nên ý thức là không đu bám thầy, không chạy theo, và chỉ đứng từ xa xa, đứng hai bên đường để đánh lễ mà thôi. Thì đó là một cách chúng ta giúp cho thầy tu tập mau tinh tấn. Đấy là mong ước của tất cả mọi người và mong ước của cả chính quyền luôn. Họ không muốn cái tình trạng là đông dân mà tụ tập để gây mất an ninh trật tự và gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Thì bây giờ thì họ đang bảo vệ cái sự an toàn cho thầy, thì chúng ta cảm ơn chính quyền đã giúp cho thầy trong thời gian này tu tập rất tốt và bảo vệ không cho một thế lực nào xấu hãm hại thầy. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Và các bạn xem clip cảm thấy thú vị thì cho mình xin một like và một đăng ký để kênh được phát triển. Cảm ơn rất là nhiều.